Đang năng hình khối lập phương chưa? Dạo gần đây mình thấy nhiều bạn review về cái ổ điện này lắm, thế nên mình cũng không một em về thử xem sao mọi người ạ. À, mình ấn tượng nhất cái ổ điện này là nó có một màu trắng, có thể đề co phòng rất là tiện lợi luôn nha. Em nó khá là nhỏ gọn cho nên mọi người có thể mang đi du lịch rất là tiện luôn. Mình nghe nói ổ điện nó làm bằng nhựa PC cho nên có thể chống nhiệt độ đến tận 750 độ C ấy, mọi người. Mình thấy nó có cả ổ cắm USB nữa mọi người ạ. À, cái này mình thấy nhiều người mang đi ra quán cà phê để mà học tập và làm việc ấy, cho nên mình cực kỳ ưng em nó luôn. Nó có thể cắm rất nhiều loại dây điện khác nhau nhá, mà còn rất tiện mang đi đây đâu đó mọi người ạ. À, kiểu đi đâu mình cũng đáp ứng được nhu cầu dùng ấy. Ổ điện này có một cái nguồn, nó có thể sáng khi mà mình bật cho nên cực kỳ an toàn luôn. Với lại mình thấy cái này thiết kế cực kỳ thông minh luôn, nó có hình dạng là hình khối lập phương cho nên cắm ở đâu thì cũng không vướng mắc gì hết á. Thời đại 4.0 rồi cho nên mỗi người nhất định phải có một cái này nhá. Link mình sẽ để ở phần bio nha mọi người. Mình đã đặt hai em kính có form tròn.
Mình thấy có rất nhiều bạn đeo kính này xinh lắm luôn. Gọng kính dẻo và chắc chắn, mà giá lại siêu hợp lý. Tới cả hộp kính cũng xinh nữa nè. Em này thì có gọng mảnh hơn, đeo đi học hay đi chơi đều xinh cả. Mọi người có thể tham khảo qua shop này nha. Life is still going on. 그저 흘러가 Hey DJ play this song. 다음 노래 is like a music box. 걱정은 그만해. 오늘은 즐겨봐. 잠시라도 Life is still going on. 아무튼 흘러가. 자 따뜻하잖아 괜한 지도만